Xin chào các bạn, nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo về một cái dòng kính xem phim 3D mới cho các cái dòng máy chiếu công nghệ DLP. Đây là một trong những cái kính mà thuộc sản phẩm của tập đoàn GMGO. Kính này sử dụng pin sạc, có cái thời gian sạc đầy là khoảng 2,5 tiếng và cái thời gian sử dụng liên tục khoảng 45 tiếng. Phụ kiện theo cái kính của nó thì nó sẽ bao gồm là một cái bao da này, một cái dây sạc, một cái rẻ mềm để chúng ta lau, và cuối cùng đó là một cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Rồi ok, đây nha, các bạn có thể thấy được cái tên gọi của nó này, các bạn có thể lên mạng các bạn search cái tên này khá là quen thuộc luôn. Ưu điểm của cái kính này đó là nó khá là nhẹ, chúng ta có thể sử dụng cho cả trẻ em và người lớn, và sử dụng pin sạc 3,7V. Khi mà chúng ta sử dụng hết pin nó thì chúng ta sẽ gắn vào cái USB chúng ta sạc lại. Nó sử dụng cái lỗ sạc là micro USB nha. Đây, khi chúng ta mở pin thì chúng ta chỉ cần ấn nhẹ phía trên đầu này thôi thì là nó đã khởi động rồi. Và khi chúng ta không sử dụng thì nó sẽ tự nó tắt. Khi nào không có tín hiệu thì nó sẽ tự tắt trong vòng cỡ khoảng 5 phút. Kính này có cái tần số quét của màn hình là 96 đến 144 MHz. Do đó thì nó sử dụng được hầu hết các cái dòng máy chiếu công nghệ DLP hiện nay như là BenQ này, ViewSonic, Optoma, Vivitech và rất nhiều các thương hiệu máy chiếu khác như là NEC, Casio, vân vân, là nó đều có cái tính năng chiếu phim 3D thì chúng ta đều có thể sử dụng cái kính này. Đối với cái kính mới cho đó thì nó sẽ có cái lớp màng ni lông bọc ngoài này, thì tôi xin phép không được bóc ra nha. Tôi để vậy thôi cho nó zin mới ha. Cái gọng kính thì nó bằng nhựa dẻo nên là nó rất là phù hợp và rất là linh động khi mà chúng ta đeo cho trẻ em và người lớn, thì gần như là chúng ta đều có thể đeo được hết này các bạn thấy nha. Cái mặt kính nó khá là lớn so với phiên bản trước á, thì nó sẽ bo tròn. Phiên bản này thì chúng ta thấy được cái mặt kính của nó có giống như kiểu cảm giác tạo một cái sự vuông vắn, và khi chúng ta xem thì cảm giác như là cái hiệu ứng 3D nó sẽ tràn ra được cả cái khu vực xung quanh con mắt, thì chúng ta cảm giác chúng ta sẽ xem được cái hiệu ứng nó tốt hơn, nhiều hơn. Máy kính này có cái hệ số tương phản là 1000. Do đó thì đối với các cái phiên bản trước nó chỉ tầm cỡ khoảng 800 đến 700 đến 800 thì cái dòng này đã nâng hệ số tương phản lên đến 1000, thì hy vọng là chúng ta xem phim 3D thì nó sẽ có chiều sâu tốt hơn, giúp cho chúng ta cảm giác xem nó hiệu ứng tốt hơn. Các bạn có thể check giá dòng sản phẩm này trên trang web là maychiếu3d.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tìm hiểu về cái dòng kính xem phim 3D cho dòng các cái dòng máy chiếu công nghệ DLP. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video review tiếp theo.